Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Trong tuần qua, giá lúa giảm vào đầu tuần và tăng trở lại vào giữa tuần. Nhìn chung, giá lúa khá ổn định, không có biến động nhiều và tiếp tục được các thương lái thu mua tại ruộng với mức giá cao. Hiện người dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tiếp tục thu hoạch lúa hè thu 2023 nhưng chưa nhiều. Do đó, nguồn lúa gạo về các kho lai rai được các nhà máy chào bán ở mức cao. Trong tuần qua, giá gạo liên tục điều chỉnh tăng và hiện được thương lái họ mua nhiều. Trong đó có gạo IR504 có nhu cầu thu mua nhiều nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe và theo dõi bảng giá lúa gạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày như sau. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang IR50404 6.500 đến 6.600 đồng một ký, OM380 6.400 đến 6.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.600 đồng một ký, OM18 6.700 đến 6.900 đồng một ký, nàng hoa chín 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.100 đồng một ký, DS1 8.600 đến 8.800 đồng một ký, ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký, ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký, OM2517 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký và Jasmine với mức giao dịch 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900 đồng một ký, OM18 6.600 đến 6.800 đồng một ký, nàng hoa chín 6.600 đến 6.800 đồng một ký, IR504 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.400 đến 6.500 đồng một ký, nếp khô Long An 7.700 đến 7.900 đồng một ký, nếp tươi An Giang 6.300 cho đến 6.400 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.200 đến 8.400 đồng một ký, gạo nguyên liệu 9.850 đến 9.900 đồng một ký, gạo thành phẩm 11.300 đến 11.400 đồng một ký, tấm 9.600 đến 9.700, cám 7.550 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR50404 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM4900 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.100 đồng một ký, nàng hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.100 đồng một ký, VRR20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.100 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.300 cho đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau: Đài Thơm 8 7.900 đến 8.100 đồng một ký, IR50404 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 6.600 đến 6.700 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, OM380 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 8.000 đến 8.100 đồng một ký, VNL20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.400 đến 7.600, Jasmine 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long như sau: IR50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang như sau: OM380 7.000 đến 7.200 đồng một ký, IR50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, nàng hoa chín 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, và OM5451 6.400 cho đến 6.600 đồng một ký, OM18 7.700 đến 7.800 đồng một ký, ST21 7.100 đến 7.300 đồng một ký, ST24, ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký, Jasmine 7.300 đến 7.500 đồng một ký và Chavonica với mức giao dịch 7.000 cho đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, IR50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Đài Thôn 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM18 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký và nếp tươi Long An với mức giao dịch 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký, Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký, nàng hoa chín 6.800 đến 7.000 đồng một ký và OM4900 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 6.400 đến 6.600 đồng một ký, IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM6976 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 6.800 đến 6.900 đồng một ký, OM4218 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký, gạo Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo sóc thường 15.000 đồng một ký, nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 22.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký, nàng hoa 18.500 đồng một ký, sóc thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký, cám 7.500 cho đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.